Chào năm trăm anh em nhé, chào mừng anh em trở lại kênh của máy tính Cung Mai. Hôm nay thì mình giới thiệu anh em là lắp một bộ máy văn phòng với cấu hình nó vừa phải, một bộ máy văn phòng sử dụng các tác vụ văn phòng này, cho trẻ con học này, giải trí này. Đó. Cái bộ máy này cũng có thể chơi game nhá, nếu chúng ta lắp thêm một cái cặp màn hình vào nữa thì chúng ta có thể chơi được một số game nó ok hơn. Đó. Bộ máy này gấu hình nó gồm main main của MSI. Đây, bên của MSI H510. Đó. Cái model H510 này thì là model của năm 2022 nhé, từ giữa năm 2021 đến năm 2022 này thì hiện tại bây giờ đã có H610 rồi, nhưng mà H610 thì cái DRAM 5 ấy nó chưa có phổ biến, nên là chắc phải tầm nửa cuối của năm nay thì nó mới ra cái mã H610 nhé, chạy RAM 5. Rồi. CPU thì mình dùng một con CPU Pentium G6405. Anh em có thể nhìn rõ. CPU G6405 nhá. RAM thì mình dùng con RAM của Lexa 8GB, RAM 4, bớt 3.2. Ok. Ok, vì là máy văn phòng thì mình sẽ dùng cái cục nguồn của Simatex X3350. Anh em nhìn rõ không? Nguồn văn phòng nguồn này cũng có thể là lắp được cái các hình cỡ 1030 đến 1050 bản thường ấy nhá, thì nó vẫn dùng ok. Vỏ thùng thì mình sẽ lắp cái vỏ thùng mini. Ok. Thì bây giờ mình sẽ ráp những cái thành phần này vào trước. Khi mà ráp anh em chú ý nhá, cẩn thận mà cong cái chân socket ở trên bên này, chú ý. Đó. Và trên chip này nó có hai cái điểm khuyết này. Điểm khuyết ở hai bên này. Đó, đây anh em nhìn rồi. Cái lỗ khuyết nó ở đây này. Đây, khuyết đây. Hai bên khuyết này nhá. Đấy, bên này nữa này. Thì ở trên cái bên này nó cũng tương ứng cái lỗ khuyết ấy như này nhá, đây khuyết này. Đấy, thì anh em lắp đúng hai cái đầu khuyết đấy với nhau thì nó sẽ vào, và lắp một phát là anh em thả thằng đứng xuống nhá, thả thằng đứng xuống. Và em cứ thế là em gập nó lên. Đó. Nhìn nó không bị kênh góc nào là ok. Và em bật cái này xuống. Đấy, đây nó có cái thanh này. Đó. Cài vào cái này vào cái ốc này. Và ép nó này xuống.
khi ép chú ý là nhìn nó không có bị kênh bốn cái góc này, góc chip ấy, nên là ok. Tiếp theo anh em sẽ lắp cái quạt tản nhiệt vào. Đây là cái quạt tản nhiệt socket. Ở trên này nó có mấy cái điểm này, em cứ vặn hết nó kịch sang một bên này. Vặn kịch sang một bên. Vặn kịch sang, nhấc lên nhá. Nhấc lên vặn sang trái. Xong rồi khi mà ấn xuống một cái nó tụt vào cái lẫy luôn. Trên này thì nó có một cái lớp keo tản nhiệt sẵn rồi, nên là mình không cần phải làm gì nữa, không cần tra keo nữa. Còn cái dây thừa này, thường thường là mình sẽ quấn thắt nút vài vòng, quấn một hai vòng rồi mình thút nó lại và mình cắm nó vào đây. Mình sẽ quấn khoảng độ một hai vòng nữa. Mình quấn nó như này, xong mình sẽ cắm nó vào đây. Đó, thì nó sẽ thu gọn ở một cái chỗ điểm này, không có chạm được vào quạt anh em nhé. Không chạm được vào quạt. Ok, đây là ram. Là 8GB, nó chỉ có một hàng chip thôi anh em nhé. Nó chỉ có một hàng chip ở mặt bên thôi. Thì RAM cũng thế thôi. Trên RAM này nó có cái khe để định hình nhé. Anh em nhìn rõ khe định hình không? Thì trên bên nó cũng có một cái khe định hình ở đây. Anh em chỉ cần bấm đúng cái khe đấy và cái khe trên bên nó ăn khớp với nhau là ok thôi. Đó, bấm cái hai bên này nó phập vào nhau là được. Ok, thì anh em đã lắp chip và RAM lên cái bên rồi. Đấy, thì ở trên bên thì nó có hai tấm cáp SATA này và một cái tấm be phe của bên đấy, phe để che. Và một cái logo của Everdyne. Ngoài ra có thêm sách hướng dẫn sử dụng và một số cái chi tiết thông số của bên thôi. Ok anh em nhé, ổ cứng thì mình sẽ dùng cái ổ SSD M2. Ổ cứng thì mình sẽ dùng cái ổ SSD chứ không phải chuẩn M2, chuẩn SATA, ổ 2.5 inch nhé, 2.5 inch nhỉ, 6GB trên dây nha. 128GB, ổ này là ổ sẽ dùng để chứa dữ liệu cài win đấy. Còn nếu mà anh em có thể cài win hết lên trên ổ này thì lắp thêm cái ổ HDD để chứa dữ liệu, nên là tùy về cái khách hàng mà người ta cần sử dụng.
Đây là mình lắp để cho học sinh nó học, nên là mình chỉ cần lắp cái ổ 128GB này là ok, đủ để cho học sinh nó giải trí và học rồi nhé. Vỏ thùng thì mình sẽ chọn những vỏ thùng mini. Vỏ mini rất chi là bé. Bây giờ mình sẽ ghép hết các thành phần lại với nhau. Ok, thì mình vặn ốc mới ở ghép những cái này vào cái vỏ thùng là xong rồi anh em nhé. Thì clip tới thì mình sẽ hướng dẫn anh em sâu hơn về vấn đề là cài win và cài win, cài ứng dụng và cài các vấn đề về phần mềm. Ok, cảm ơn anh em đã xem video nhé. Ok anh em, thì bây giờ mình đã lắp ráp hết nó vào rồi. Thì những cái đinh ốc này các bạn chú ý nhé. Những cái ốc này là phải bắt vào đúng cái lỗ tương với nó nhé. Anh em vặn cái chân giữ này mà vặn nhầm vào cái giữa này mà anh em để xuống một phát là khi bắt ốc xong là cọ vào cái mền khét nẹt luôn nhá, cháy luôn đấy. Anh em phải bắt đúng 6 cái chân này thì đúng 6 cái ốc và đúng 6 lỗ là ok. Đó, giam có khe giữa này bắt đúng cáp. Đó, anh em lắp làm sao cho nó, đây là nguồn CPU. Đó, đây là khe mở rộng các hình. Anh em lắp làm sao cho nó gọn gàng nhất có thể. Ok, đây mình quay sơ sơ thôi. Thì những cái chân cắm này, thì đây là chân USB. Chân USB. Đó, nó có ký hiệu đây là audio này. Đây là USB này. À, nó có ký hiệu hết rồi. Thì ở trên bên này nó cũng có này. À, trên bên này nó có chữ USB này. Các bạn nhìn thấy chữ USB chưa? Đấy, audio của nó ở góc này. Đó. Và cái chân khởi động thì nó ở đây. GP GF P1. Đó. Sau khi nó cắm hết vào, cắm ổ cáp SATA, ổ cứng vào là ok, bó gọn dây vào là hoàn thiện. Ok anh em, thì clip hướng dẫn anh em ráp bộ máy tính văn phòng thì đến đây nó kết thúc. Anh em có thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký, một comment, chia sẻ nhé. Mình sẽ hướng dẫn anh em ráp những bộ máy tính mạnh hơn nữa, khỏe hơn nữa. Khi mà có dịp được trên tay em nó thì mình sẽ có vào những cái clip lần sau. Chào anh em nhé.